Quý vị đang cùng với chúng tôi nhân mùa 30 tháng 4, chúng ta hồi tưởng lại những đoạn đường đau khổ, những đoạn đường tủi nhục, và có thể nói đây là những bước đầu của cuộc một hành trình tìm tự do của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, có nhiều người không đồng lòng, cũng có nhiều người rất hài lòng về những gì chúng tôi nêu lên hôm nay. Tuy nhiên, quý vị cho phép chúng tôi lại ngược dòng thời gian với lịch sử, và chúng ta có bổn phận để cho con cháu chúng ta biết trong quá khứ đã có nhiều người bậc cha anh của chúng ta đã với một cái tấm gương tuấn tiết và hy sinh, họ là những người chúng ta cần phải ghi nhớ và tôn kính. Nhưng thưa quý vị, thế thì thưa tôi xin phép hỏi Hải quân Trung úy Vũ Đình Thọ, cũng giống như Hải quân Trung úy Vũ Kim Thanh. Hải quân của quý vị là một cái lực lượng, một cái tổ chức có thể nói được nhiều người biết đến tại hải ngoại. Quý vị tổ chức rất là kháng khít với nhau, quý vị có những hội như là hội ái hữu Cửu Long, hội sinh hoạt của tất cả các lực lượng hải quân của quý vị. Và đặc biệt chúng ta cũng nói đến một phó cụ đề đốc là ông Hoàng Cơ Minh, cũng là hải quân, cũng một người được rất nhiều người biết đến. Thế thì tại sao cái sự việc của Hải quân Trung tá Hà Ngọc Lượng nó anh hùng như vậy? Có thể nói bao nhiêu người cần phải nêu danh một cái người thủ khoa, một cái người đã từng chiến đấu, một cái người đã từng đi du học, người có thể nói tài đức vẹn toàn cả về trí dục lẫn đức dục, cả cả thể dục nữa. Mà ông có một cái hành động tuấn tuyết như vậy mà quý vị phải chờ đến 40 năm hôm nay quý vị mới, chúng tôi được biết là quý vị sẽ tổ chức một cái lễ tưởng niệm phải không? Thì tại sao phải chờ đến cái lúc này quý vị mới làm? Vâng, thưa anh Đoàn Trọng và thưa quý khán thính giả, sự thực ra có nhiều lý do để cho đến bây giờ mới có một ủy ban để đứng ra để mà làm lễ dỗ và tưởng niệm cho anh Hà Ngọc Lương. Mặc dù cái chết của anh ấy là một cái chết rất là anh hùng, rất là oanh liệt, và chúng tôi thấy rằng không phải ai cũng làm được. Nhưng thưa anh, có nhiều lý do, nhưng mà cái lý do chính á là chúng tôi chưa đủ những cái dữ kiện đáng tin tưởng cho đến gần đây. Gần đây tức là cũng khoảng chừng năm ngoái, thì chúng tôi có đủ những cái tài liệu rất là chính xác về cái sự ra đi của anh Hà Ngọc Lương. Thì cái người mà nhân chứng mà rất đáng tin tưởng, tức là vợ chồng anh Hà Tấn Thể, anh Hải quân thiếu tá Hà Tấn Thể, tức là khóa 12 trường sĩ quan Hải quân Nha Trang, là hàng xóm với lại anh Hà Ngọc Lương khi mà còn ở Nha Trang. Thì cái ngày mùng 1, anh Hà Tấn Thể và chị Hà Tấn Thể gặp anh Lương và từ giã anh Lương. Thì anh Lương lúc đó đi vào trong căn cứ, đi vào trong trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang, và ông ấy đã bày tỏ ý định là ông ấy sẽ ở lại và ông ấy sẽ chết theo tướng. Phải chết theo thành, thành mất thì chết theo tướng, thà ông chết vinh hơn sống nhục. Rồi thì cho nên bây giờ tôi xin nói lại với anh Đoàn Trọng là cái ngày mà ông ấy tuẫn tiết á, mình chưa thể 100% là biết là ngày nào. Chỉ biết là chị Lương sau khi từ giã rồi thì chị quay trở về với gia đình của chị ở Nha Trang ngày mùng 2. Rồi chị lại quay trở lại cái cư xá chị Thể chứ hả? Chị Hà Tấn Thể là dạ, bà vâng, xã anh chị Thể đó. Quay trở lại căn cứ, quay trở lại cái khu gia binh, khu gia binh của sĩ quan ở Nha Trang đó để mà coi nhà. Thì đến chị ở đó đến sáng mùng 5, đến trưa mùng 5 đó, thì chị có một người đến hỏi chị là chị ơi, chị có biết ai là một người mà đeo lon trung tá mà tôi thấy ở trong phòng văn hóa vụ hiện nay đã nằm chết ở trên đấy mà ông ấy đeo lon trung tá? Thì tôi không biết ông ấy là ai, tại vì tôi chỉ đi trong, tôi có làm việc ở trong trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang và chúng tôi đi để coi còn ai kẹt hay gì không. Thì chị Thể và anh Hà Tấn Thể và chị vợ của anh ấy là chị Nguyễn Thị Thể Lý, mới học tốc để vô trong vòng văn hóa vụ, thì thấy anh ấy nằm chết ở đó thật. Thì bây giờ xác định lại, bây giờ hơn 90% là anh ấy chết vào ngày mùng 2 chứ không phải mùng 1. Và theo đúng như về y khoa thì một cái xác mà để cho nó sình thối lên như vậy thì phải mất khoảng 3 ngày. Thì hôm đó là ngày mùng 5. Thì chính anh chị Hà Tấn Thể
khi mà vô thấy rồi thì mới trở về để đi mua hòm. Anh Hà Tấn Thể là một người đàn em tôi nghĩ là một người rất tốt. Lúc đó là Việt Cộng nó đã vô Nha Trang rồi mà vẫn không sợ hãi để đi vô để nhìn người đàn anh và sẵn sàng để mà chôn cho anh. Thì trong khi anh Hà Tấn Thể thì chị đi kiếm một người anh của anh Lương á, là ông giáo sư Khánh dạy trường anh vợ. Như vậy là anh Thọ, như vậy là có thể bây giờ, đến bây giờ tất cả những thu lượm, những tin tức, những cái dự kiện thì quý vị có thể nắm chắc được là Hải quân Trung tá Hà Ngọc Lương đã tuần tiết. Đã tuần tiết. Còn cái ngày thì có thể là ở ngày mùng 1 hoặc là ngày mùng 2, chưa dạ, còn dạ, chưa vâng. Rõ, quý vị chưa nắm rõ. Tại vì súng nằm ở đó, rồi vâng thì là như vậy. Thế thì thưa anh Thanh, quý vị qua đây, quý vị có rất nhiều cái cơ hội để giúp đỡ những bạn đồng đội của quý vị ở bên tại bên Việt Nam. Thế quý vị có khi nào quan tâm đến cái ngôi mộ của Hải quân Trung tá Hà Ngọc Lương và quý vị đã lo cái phần nơi an nghỉ cuối cùng của họ như thế nào, của Hải quân Trung tá Hà Ngọc Lương như thế nào thưa quý vị? Vâng, thưa anh Trọng, tôi tiếp theo lời của anh Thọ là những cái chi tiết sau này đó, thì cái mộ của anh Hà Ngọc Lương á, thì được Việt Cộng nó chôn tạm ở cái bãi cát ngay trước cửa trung tâm huấn luyện. Và khi vợ chồng của anh Hà Tấn Thể cải táng lên, được người ta hướng dẫn, anh ta đào lên và tẩm niệm vào hòm thì đem lên Đồng Đế Nha Trang chôn cất ở trên đó. Và sau một cái thời gian vợ chồng anh Hà Tấn Thể qua đây rồi á, thì không biết được rằng đến hiện tại cái nấm mồ đó đi về đâu, thì sự thực đến bây giờ không ai biết được. Thế đến bây giờ qua cái buổi nói chuyện hôm nay, là dĩ nhiên chúng ta, tôi không biết về chuyện đó, nhưng mà tôi có muốn câu hỏi quý vị. Thế tổ chức quý vị lớn lao, quý vị hôm nay lễ tưởng niệm xong, quý vị có nghĩ rằng chúng ta phải nên làm cái gì để không phải là đền đáp mà chúng ta để kính cẩn nghiêng mình nhớ ơn Hải quân Trung tá Hà Ngọc Lương không? Thưa anh, bây giờ tôi xin bổ túc anh chào. Cái năm 1985 thì anh chị Hà Tấn Thể đi vượt biên. Trước khi được vượt biên thì xuống Đồng Đế để thăm mộ đàn anh mình một lần chót, và cũng cầu nguyện và cũng chia tay với anh Lương. Rồi sau này thì cái khu đất mà ở Đồng Đế đó nó bị dẹp, nó bị để nó xây nhà. Cho nên sự thực ra bây giờ không biết là anh chị ấy anh ấy ở đâu, không biết là bây giờ anh ấy nằm ở đâu, mà bây giờ người ta đã còn như thế nào thì không biết. Sau đó hình như một thời gian sau anh chị Lý có về thì đó, đại khái nó là bây giờ nếu mà mình muốn cải, sự thực ra chúng tôi nếu mà có cơ hội để cải lại để mà đấy thì cũng sẵn sàng làm thôi. Chứ không có cái gì ngại ngần cả, vì mình đồng đội với nhau. Kính thưa quý vị, 40 năm đã trôi qua, chúng ta ngậm ngùi thương tiếc cho những người đã hy sinh cho quốc gia dân tộc. Lẽ nhiên nấm mồ của họ có được xanh cỏ hay là nơi một cái nơi nào đó, với cái tâm lòng mà yêu mến của chúng ta thì có thể nói đó không phải là một cái biên giới ngăn cách, nhưng chúng ta vẫn tự hào có chúng ta có những người đàn anh họ đã can đảm hy sinh và kiêu dũng về cái hành động cuối cùng của họ. Lẽ nhiên hôm nay chúng ta nhìn nhận chung cuộc của chúng ta phải ra đi, không được điều kiện để sống lại quê nhà, nhưng chúng ta vẫn tự hào về những gì chúng ta đã có. Và cảm ơn quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.